Hôm nay mình quay clip tập guitar, tập bấm hai thế hợp âm pha mở và hợp âm pha trưởng, pha chặn, pha trưởng mở và pha trưởng chặn. Cái tất cả những các bạn mới tập guitar đều rất là sợ bấm ở cái hợp âm pha chặn, pha trưởng chặn. Hợp âm pha trưởng chặn là một cái thế bấm, rất là khó. Nhiều các bạn mới tập là các bạn không thể bấm được, phải học mất rất nhiều thời gian. Mình cũng đang tập, mình tập bấm nó tương đối. Đây, hai thế hợp âm thế pha trưởng mở thì nó dễ bấm hơn một chút. Đây, ví dụ hợp âm pha trưởng mở thì bấm như thế này. Con trỏ chặn hết cả 3 giây 1, 2, 3 ở ngăn số 1. Ngón giữa bấm vào ngăn số 2 của dây số 3. Và ngón áp út bấm vào ngăn số 3 của dây số 4. Đánh từ dây số 4. Đây là hợp âm trưởng, hợp âm pha mở, pha trưởng mở. Đó. Pha cũng đã hợp âm pha trưởng, như pha trưởng mở dễ bấm hơn. Đấy, còn hợp âm pha trưởng chặn thì nó rất là khó bấm, rất nhiều bạn không bấm nổi. Pha trưởng chặn thì gồm có ngón trỏ chặn hết từ dây số 6 xuống dây số 1 ở ngăn số 1. Đấy, ngăn số 1, đây là ngăn số 1 ở 1 2 3 4 5. Ngón trỏ bấm chặn hết 6 giây ngăn số 1. Nốt trên cùng này, dây là nốt pha này. Ngón giữa bấm vào ngăn số 2 của dây số 3. Nốt na. Và ngón áp út và ngón út bấm vào ngăn số 3 của dây số 5 và dây số 4. Thì nó cũng là nốt pha. Đánh từ dây số 6 xuống dưới, đánh toàn bộ cả 6 dây từ trên xuống dưới là hợp âm pha trưởng chặn. Pha trưởng chặn, pha trưởng mở này thì là dễ bấm hơn, nó không phải chặn, phải bấm như này. Đây là pha trưởng mở này. Còn một thế ấm và pha trưởng chặn tận trên này nữa cơ. Đấy, này bấm thì nó quá khó rồi. Đây. Đó, mình bấm chưa cả kêu.